Xuân Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Một chiếc Hyundai Getz màu xanh, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác một chiếc nó khá đẹp. Và chiếc này là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc với phiên bản số sàn máy 1.1. Là dòng xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu thì đây là một chiếc xe Hyundai Getz nhé. Chiếc là đời 2009, xe thì không chạy dịch vụ taxi. Vâng ạ, thì giá em đang chào bán cho các bác với giá là 145 triệu đồng. Giá trên thì có bao hồ sơ vận chuyển. Nếu bác nào mà không bao hồ sơ, không cần vận chuyển hoặc đến trực tiếp lấy, em sẽ bớt cho các bác ít nhất là 10 triệu, được chưa? Ít nhất là 10 triệu để các bác mua về đi lại gia đình. Mẫu xe này thì cam kết cho bác là sẽ không đâm đụng vì nó keo chỉ là đầu đít cột kèo nguyên zin, cũng như là gầm bệ nó khá là đẹp và chắc chắn, nó không bị han mọt gì. Đấy không nhá. Hyundai Getz là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc rồi. Nội thất nó cũng khá là đẹp đây ạ, các bác cho xem này. Màu xanh hy vọng nhá. Keo chỉ nguyên zin 100%. Đấy, là không đâm đụng va chạm, như vậy là quá ok rồi đúng không ạ? Và nội thất thì khá đẹp, sạch sẽ. Đây các bác có thể xem. Đây nội thất đây, nó khá đẹp luôn. Ghế da cũng đẹp nhá. Rồi trần thì trần lỉ nguyên bản. Bản đủ là hai đèn trần đấy ạ, một hai đèn trần. 145 triệu đồng bao hồ sơ vận chuyển. Giá có bớt có thương lượng. Các bác có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại 0896108883. Đây em sẽ quay lướt qua một vòng cho các bác xem để chi tiết luôn. Mắt đèn thì sáng đẹp và được bọc mạ chrome rồi. Biển 99, có màn hình cam lùi đủ các nhé. Có màn hình cam lùi đủ luôn. Đấy, một chiếc xe màu xanh. Những cái dòng xe màu xanh này rất là ít, đa số là màu bạc, màu trắng. Đấy các bác nhé, hoặc màu đen, màu đỏ. Chứ màu xanh này rất ít này. Đấy, 2009 nhé. Về khoang máy của nó và gầm bệ thì không có han mọt nhé. Các bác yên tâm 100% luôn. Keo chỉ không mất một phân keo chỉ là. Đấy, xe thì nguyên zin, không đâm đụng va chạm gì. Táp ly táp lô còn đẹp, sạch sẽ. Xe không taxi, không khoan độc nhá. Xe này là không taxi, không khoan độc này. Cho các bác yên tâm là mua về đi lại nó chắc chắn và nó không bị nhão xe. Đấy, keo chỉ đây 100% luôn, không mất phân keo chỉ là. Vâng thưa bác, thì đây là những mẫu xe khả năng được gọi là ok nhất trong cái thời điểm tầm hơn 100 triệu như thế này. Đấy, nội thất đẹp, sạch sẽ, gọn gàng. Và em sẽ bật carbon cho các bác xem về máy nhé. Nổ máy luôn, đúng không ạ? Nổ máy luôn. Đấy, nổ máy luôn để cho các bác xem về máy luôn ạ. 2009, không chạy dịch vụ taxi cho nên là nó khá đẹp và chắc chắn. Máy êm ru, mốc meo. Vâng thưa bác nhé, xe không đụng va chạm, 100% zin. Đấy, 100% zin luôn cho các bác này. Keo chỉ đây, đầu đít là ngon lành luôn, không có một dấu vết gì cả nhé. Đây là những chiếc xe có thể được gọi là đẹp và sạch sẽ, gọn gàng. Đăng kiểm còn rất dài. Đấy, xe không đụng va chạm gì. Một chiếc Hyundai Getz nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.